Thịnh Nguyễn đang có mặt ở khu vực của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tối ngày hôm nay mời quý vị cùng với Thịnh mình sẽ đi khám phá một cái phương tiện giao thông tại đất nước Hàn Quốc rất là đẹp. Bây giờ Thịnh sẽ đi xuống những cái tầng hầm này. Đây là những cái con đường hầm để mình đi vào trong khu vực của con cái ga tàu điện ở tại thủ đô Seoul để đi đến một cái chợ đêm thường thì các anh chị thấy là vào ban đêm á, các cái đoàn đến với seoul để đi du lịch chơi thì mình sẽ đi chợ đêm bằng taxi nhưng ngày hôm nay rất vừa thịnh quyết định là mình sẽ khám phá mình tìm hiểu thêm coi cái tàu điện ngầm ở đất nước bạn hàn quốc nó như thế nào vì sao mình đi taxi mà ít đi tàu điện hơn tại vì đi tàu điện nó sẽ khó khó hơn phức tạp vì dễ dàng đi lạc Anh chị thấy mình xuống đây giống như là một cái mê cung Nếu mình đi uh, taxi Mình đưa cái địa chỉ Mình nói là chợ đêm gì Thì taxi sẽ chở mình đến đó được liền Và ngay cả khi mình đi rồi Mình về mà không biết thì mình đưa cái card visit Thì có những anh cảnh sát Anh sẽ uh, cố gắng Anh bắt taxi làm sao Để đưa được mình về đến khách sạn của mình Rất là hỗ trợ Còn đi cái này nếu mình chỉ cần Không tập trung theo nhóm hoặc giả là các bạn mình đi và khi lên tàu điện mình không tập trung mình có thể sẽ bị đi qua luôn cái ga mình cần đến như thế thì sẽ khó định vị và tìm được cái vị trí để mình đi về nó rất là, là, là phức tạp hơn nhưng mà vì cái nhóm rất là đoàn kết với nhau đi chơi rất là vui nên là anh em là quyết định là cùng nhau hãy thử một cái đoạn ngắn của tàu điện chỉ vài phút thôi nhưng mà mình đi để mình trải nghiệm thì đầu tiên chúng ta sẽ đi xuống khoảng từng từng thứ ba rồi thì ở đây bắt đầu mình thấy người ta buôn bán một vài cái cửa hàng nhỏ thường thì các cái ga điện ngầm như thế này thì nó sẽ kết hợp với các cái trung tâm mua sắm đây bắt đầu mình thấy là có buôn bán về quần áo có gì hay và có để giá lên trên này luôn mình ngắm nhìn đây có cả thức ăn nữa mình ngắm nhìn một vòng đi. Rồi sẽ đến đây để làm việc quan trọng nhất trong quá trình mình đi thì mình thấy ở đây nó có để những cái giống như là những cái cột, những cái cái boss giống thẻ ATM mình có thể đến đây thì đến đây để mình mua vé. Anh chị thấy đi ha. Nó có những cái bảng để quảng cáo và những cái chỉ dẫn và các sơ đồ còn con đường hồi nãy mình đi xuống đây bây giờ mình đi lên để mình nhìn thấy được trước khi đi thì bắt đầu mình sẽ đến đây mình sẽ tìm xem cơ mình sẽ mua đó là mua cái vé số máy đi từ tuyến nào qua đến tuyến nào và khi bắt đầu mình có rồi người ta sẽ ước tính số tiền bao nhiêu mình sẽ đưa tiền vào và bắt đầu mình mới xác nhận là mua hay không mua đó bắt đầu mình phải bỏ tiền mình vào bên trong này để anh chị thấy bỏ chậm quá bắt đầu nó bắt phải thao tác lại từ đầu đó anh chị thấy là đi đến những cái này thì nó hơi bị phức tạp vì mình chưa quen trong thời gian tới thì có lẽ là chúng ta sẽ sẽ quen anh chị ha đây là cái chỗ mà để kiểm soát vé mình có những cái thẻ bằng giấy thôi sau đó mình sẽ gắn lên đối với như mình ít đi thì mình mua cái thẻ giấy nhưng đối với người Hàn Quốc thì đa phần người ta sẽ có một cái vé gọi là vé tháng vé này sẽ đi suốt giống như là mình sẽ mua và mình nạp tiền thì trong đó cứ mỗi lần đi ngang qua thì mình cứ quẹt và nó sẽ tự trừ đó, nếu mà mình chậm thì những cái cái vứt ngăn màu đỏ này nó sẽ che lại thì mình sẽ không đi qua được đây bây giờ tình đã đi qua rồi về cái lối kiến trúc thì Thịnh thấy cái nhà ga này cũng bình thường Không phải là có nét kiến trúc gì độc đáo Nó chỉ thể hiện được cái nhiều tầng hầm Và nó xây dựng cơ bản thôi Không có nhiều những cái nét độc đáo về kiến trúc Chắc có lẽ vì đây cũng chỉ là một cái ga nhỏ Nằm ở Seoul thôi Bây giờ mình sẽ đi xuống một tầng nữa còn khi thấy bắt đầu có những cái ghế chờ thì quý vị cũng biết rằng mình đã đến cái khu vực để mình có thể chờ cái tàu đến để chúng ta mà đi. Tàu điện thì thường thường nó sẽ dừng lại một khoảng thời gian rất ngắn nên mình phải chú ý xem coi mình đang cầm cái vé mình đi tuyến số mấy và tàu nào sẽ đến bến. Đó, bạn này đang hướng dẫn là mình sẽ đi đến ga số mấy, mình sẽ dừng lại và mình đi lên như thế nào. Nếu không thôi thì mình dễ dàng bị lạc. Ở đây thì cũng có chỗ máy bán nước tự động này Mấy cái này thì ở Việt Nam mình có rồi quý vị Nhưng mà cái tàu điện thì dường như là chưa có Mới chỉ đang chạy thử mà thôi Có lẽ là trong năm 2021 hoặc 22 Mình sẽ có những tuyến đầu tiên chạy Lúc đó bây giờ Thịnh Nguyễn sẽ cố gắng đi Để mình trải nghiệm thực cứ coi tàu điện ở Việt Nam Và so sánh với những clip này nó như thế nào Và khi đi lên thì mình thấy ở trong đây đó nó cũng sẽ có bảng chỉ dẫn có một ít ghế ngồi và chủ yếu là các cái du khách sẽ đứng vì tàu điện sẽ vận hành và mình chỉ đứng khoảng chừng năm 10 phút là đã có thể đến được cái ga tiếp theo rồi không cần phải lâu nên là sẽ để đứng để thứ nhất có thể chở được nhiều du khách có thể mình đi làm mà cái phương tiện công cộng mà giúp cho mình di chuyển và với hệ thống tàu điện này sẽ giúp cho hệ thống giao thông công cộng trên mặt đất giảm thiểu rất nhiều. Cũng như cái phương tiện cá nhân nó sẽ được giảm xuống giúp cho cái môi trường và cái hệ thống sinh thái nó sẽ tốt hơn. Đây anh chị thấy đây là những cái bản đồ nói về các sơ đồ, nói về các cái tuyến rất là nhiều. Thì Việt Nam cũng đang cố gắng xây dựng. Có lẽ là trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn sẽ có và bây giờ thịnh đã chuẩn bị đến một cái ga rồi đây khi mình đến thì nó có bảng điện tử báo như thế này để mình đi lên bắt đầu thịnh sẽ đến với chợ đêm để tìm hiểu và mua sắm ở đây đó là mua sắm như thế thôi chứ chủ yếu là đi chơi thư giãn vì ở Hàn Quốc này em chỉ thấy với một cái lịch trình khoảng 4 ngày 3 đêm thì chúng ta sẽ có 3 đêm Và để mình có thể mua được một vài cái món quà Cũng như những cái đặc sản hay là thời trang hay là mỹ phẩm ở đất nước Hàn Quốc này Thì chúng ta sẽ có những cái lúc đến với những khu vực chợ Rồi mình từ từ tìm hiểu Thì từ khi mà cái nét văn hóa của Hàn Quốc Từ mái tóc, từ cái mỹ phẩm, son môi rồi đến thời trang thâm nhập vào thị trường Việt Nam và hiện tại thì có thể nói rằng như khi nhắc đến Hàn Quốc thì mình thấy là cái nói về cái chỉnh sửa sắc đẹp đó, làm làm đẹp đó thì đây cũng được xem như là một cái trung tâm của thế giới luôn chứ không riêng gì đối với người Việt Nam Đây là khi đến đây là anh chị thấy mình hay tập trung đến để mua mua những cái mặt hàng như là à, mặt nạ nè rồi son rồi à, một vài cái uh, mỹ phẩm khác vào cải cả cái uh, thời trang quần áo nữa à, và bây giờ thì thịnh đang có mặt ở phía uh, khu vực mà người ta gọi là chợ đêm Đê đông Dongmun đây mình thấy những cái công trình những cái tòa nhà rất là hiện đại thì uh, các cái khu phố và chợ đêm ở tại uh, Hàn Quốc này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bày bán ở ngoài đường rồi những cái máy che di động như thế này có thể để lên để buôn bán chủ yếu là các cái sản phẩm bình dân và các cái món ăn vặt để chúng ta có thể mua vừa ăn vừa đi tham quan ngắm nhìn các cái sản phẩm ở tại khu vực của đất nước bạn tại vì thấy là thời trang này rất là nhiều giá thì nhiều loại giá khác nhau từ vài ngàn quân cho đến vài chục ngàn đây quý vị thấy rất là nhiều và khi đến nước nước Hàn Quốc này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thời gian đi là cái thời gian mà khá đẹp như anh em thịnh đi là dịp cuối thu vào đông để cho các cái cây bắt đầu nó, nó nó chuyển cái lá sang màu vàng màu đỏ và thời tiết thì nó bắt đầu mang mát chứ không quá lạnh nếu anh chị mình đi trễ nữa thì dễ dàng đi vào những cái lúc nó lạnh quá thì mình cũng sẽ khó mà đi chơi đi dạo phố còn về thời tiết này thì thành thấy rất là thích thú rất là tuyệt vời đấy vì thấy đây là những con phố rất là ít những cái xe cộ chạy ở ngoài chủ yếu là các cái cửa hàng buôn bán để các cái du khách đến đây để mà mua sắm cửa hàng ăn uống nè rồi các cái cửa hàng bán mỹ phẩm bán trái cây thôi, chủ yếu là như thế Đây là một cái quầy bán trái cây và nước ép. Các vị thấy rất đông, rất đông người. Ta sẽ tập trung lại đây để thử, để muốn thưởng thức các cái trái cây cũng như là các cái phẩm, các món nước ép ở tại Hàn Quốc này. Còn đây, đây là nhìn thấy bản quảng cáo là biết mỹ phẩm này. Đó là một cái vòng buổi tối khi anh em Thịnh đi trải nghiệm thứ nhất là từ khu vực của khách sạn đến với ga điện ngầm và từ khu vực ga điện ngầm để đến được với cái chợ đêm để mình cùng ngắm nhìn và tìm hiểu. Đây quý vị là nhìn thấy một cái công trình kiến trúc phía trước khá là đẹp phía bên kia đường. Đó là một vài cái thông chia sẻ của anh em Thịnh đến với tất cả quý vị. Rất là mong được quý vị ủng hộ cho kênh Thịnh Nguyễn. Và Hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip tiếp theo của Thịnh khi đến với đất nước bạn Hàn Quốc. Thịnh có thấy nghe nói ở cái quảng trường chính rất là đẹp. Và hy vọng sẽ cố gắng quay một cái clip nữa ở tại quảng trường chính để mình nhìn thấy được cái nét hiện đại và những cái mới của đất nước Hàn Quốc. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Rất mong được tất cả quý vị đến xem, ủng hộ và chia sẻ cho kênh Thịnh Nguyễn để Thịnh Nguyễn sẽ cho ra những cái clip dài hơn và sẽ có những cái thông tin bổ ích gửi đến tất cả những quý vị có niềm đam mê giống như Thịnh Nguyễn, đó là tham mê về du lịch, về khám phá các cái vùng đất mới, những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam và những quốc gia trên thế giới này. À, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thank <laughs> you.